Hello, xin chào mọi người, Zoe đây. Và yeah, tier list của các bạn đã tới đây. Và đây sẽ là cái tier list mà đầu năm 2024 mà để mà sau Tết các bạn chuẩn bị, các bạn biết các bạn nên mua cái con gì á. Và cái tier list, những cái con chuột này thì được mình tính từ cái lúc mà mình làm cái tier list trước tới thời điểm hiện tại thì mình đã sử dụng được bao nhiêu đây con nè. Như là khoảng đâu 44 hoặc là hơn 44 con, thì có mấy con mình đã từng sử dụng rồi nhưng mà mình chưa có lên video review á. Thì có thể là mình sẽ mention tụi nó, giống như là những cái con như là HTX của G-Wolf á, thì cái con đó mình thấy là nó là một cái con mà kiểu nó là Viper V2 Pro nhưng mà cái dáng của nó nhỏ hơn và nó thấp hơn nữa, cho nên là nó không phải là một cái con Viper Mini. Nó là mọi thứ nó đều hẹp xuống. Và mình sẽ để một cái con HTS là cái nó nằm ở cái mức B thôi, tại vì mình thấy là nó cũng khá là bình thường, nó không cho mình một cái cảm giác gì mà nó vui vui hết, cho nên là chỉ là mức B một cái con mà HTX Plus đến từ G-Wolves. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái con mà Viper Mini SE. Thì đối với mình nha, mình thấy là nếu mà bỏ qua cái giá thì nhìn vào con chuột mình thấy cảm giác như là aesthetic của nó thật sự nó rất là tốt. Cái nhìn cái con chuột nó rất là đẹp luôn, và những cái xung quanh nó giống như là cái khoét lỗ như thế này thì giống như là cái con Viper này nó đi đầu vậy các bạn. Cho nên là nó thật sự nó rất là đi trước luôn, nhưng mà tại vì cái giá của nó khá là cao cho nên là mình không thể nào mà để nó ở S tier tuyệt vời được, cho nên là mình cũng sẽ chỉ để nó ở cái mức mà A thôi, nằm ở top đầu A luôn nha. Thì chắc chắn là cái con Viper Mini SE này nó sẽ nằm top đầu A rồi, chứ nó không thể đi đâu khác được. Tại vì có nhiều cái giống như là những cái hiệu năng của nó, cái hiệu suất của nó cực kỳ tốt luôn, nhưng mà cái giá của nó thì nó lại quá là trên đi. Và cái magnesium của nó thì mình thấy là cũng khá là ok, nó không có bị một cái vấn đề gì hết, không có bị vấn đề gì về chất lượng hoàn thiện hết, cho nên là mình thấy nói chung là đẹp mắt, chất lượng ổn, rồi hiệu năng tốt 8K rồi các thứ, nhưng mà vì cái giá của nó cho nên là chỉ nằm ở A thôi. Còn AJ199 là cái con này thì hiện tại có bản AJ199 mà 4K rồi, nhưng mà mình chưa thử qua, cho nên là mình thấy là con AJ199 này thì đối với lại cái chất lượng của nó, đối với lại cái những cái mà nó mang lại cho các bạn á, mặc dù nó sử dụng một cái con mà COM-X hay là BK cái gì đó, thì mình thấy là cái con Aegis này nó xứng đáng là một cái con chuột budget ổn, và nó là một cái dáng chuột mà nó lai lai giữa G-Pro-X với lại Viper Mini. Thì mình thấy là có thể là mình sẽ bỏ nó ở A hoặc là B, tại vì mình không có ấn tượng nó nhiều, nó chỉ là một cái con chuột mà cầm vô chơi được, nó bình thường thôi. Và trong cái năm mà 2023-2024 thì mình thấy là những cái con chuột mà 3395 thì nó cực kỳ ổn rồi, cho nên là mình không có bị vấn đề gì với cái con mà AJ199, nhưng mà nó cũng không có đem lại cho mình những cái gì đặc sắc hết, cho nên là nó chỉ nằm ở B thôi. Còn Vexi XE có dây, như các bạn có thể thấy ở đây, thì đối với là cái phiên bản có dây thì mình thấy là nó 72g có dây, và cái việc mà kết nối của nó thì cái dây của nó khá là nhẹ, cho nên là mình cầm vào mình cũng không có bị mà nặng đầu lắm. Nhưng mà trong cái video mà review mình có nói là ước gì nó có một cái phiên bản mà không dây đi, gọi là cái phiên bản không dây nó ra sớm đi thì mình sẽ thích cái con XE này hơn. Nhưng mà thực chất thì mình cũng không thích cái con XE này khi mà nó không dây hơn, tại vì cái cân nặng của nó 70 mấy gram nó làm cho mình khá là thiếu chính xác khi mà mình chơi game á. Với một cái con chuột 70 mấy gram nha, so với lại một cái người mà đã sử dụng qua nhiều những cái con chuột mà 50 mấy gram tại cái thời điểm đó, thì mình thấy là Vexi XE có dây thì mình cho nó nằm ở B, còn không dây thì cũng cho nó nằm ở B luôn, nhưng mà ở trên cao hơn một cái con Vexi XE có dây một xíu. Tiếp theo là một cái con mà có thể đây là Mechuse A5. Như đây là Mechuse A5. Thì Mechuse A5 mình thấy là nó là một cái con chuột mà có một cái chất lượng hoàn thiện tốt. Mình phải bất ngờ luôn là với cái chất lượng hoàn thiện tốt của nó. Và những cái còn lại giống như là 4K thì cũng có thể connect được, và những cái click bấm của nó thì mình cảm thấy ổn. Và nó là một cái dáng chuột mà G-Pro X thu nhỏ lại, cho nên là mình thấy là nó là một cái con chuột mà chơi game ổn. Và nói chung là cái chất lượng của nó, những cái gì mà nó mang lại cho mình, nó tạo ra cho mình một cái cảm giác á, thì mình thấy là do Mechuse A5 nó nằm ở cái tier budget. Và budget nó thì cái tier budget này á, thì mình sẽ phân loại luôn nha, là cái con nào đứng đầu á, thì nó sẽ là đáng mua nhất trên cái tier budget. Thì budget là những cái con chuột tàu mà nó có hiệu năng tốt, xong rồi nó có những cái mà khiến cho mình phải wow á, thì mình thấy là do Mechuse A5. Mechuse A5 nó còn có thêm cái chứng nhận nên mua của mình nữa mà, cho nên là tiếp theo đó chính là một cái con Attack Shark X3. Thì mình không cần phải nói nhiều nữa, tại vì thật sự thì nó không có tương lai với một cái con Attack Shark X3. Mày nhớ kỹ nha, trong cái video mà review mình có nói, một cái con Attack Shark X3 không phải là một cái con mà Attack Shark mà Pro nào hết.
mà là một cái con Attack X3 thì chắc chắn là không có tương lai. Chứ là một cái con mà A5 đi thì thà nó ra ba phiên bản gì đó, muốn chọn cái gì chọn. Thì yeah, các bạn có thể hype nó lên, tại vì nó là một cái con chuột mà có nhiều cái sự lựa chọn cho các bạn, để mà các bạn thêm tiền hoặc là xuống tiền, để mà các bạn giảm tiền, để mà các bạn có thể mà chọn một cái con chuột phù hợp với cái nhu cầu của mình. Nhưng mà nếu mà các bạn là một cái người mà gọi là muốn sử dụng một cái con Attack X3 lâu dài đi, thì chắc chắn là cái con Attack X3 nó không có gọi là đủ để mà bắt kịp với lại những cái con chuột khác ở trên thị trường, cũng như là những cái con chuột Trung Quốc trên thị trường á. Thì mình thấy là nó không có tương lai. Và kể cả những cái việc giống như là cái lớp phủ lõ, cái click bấm thì mình cảm thấy là nó khá là nặng. Và cái dáng chuột, quan trọng nhất là cái dáng chuột thì nó không giống một cái con chuột Viper Mini nữa. Nó cho mình một cái cảm giác khi mà cầm vào nó không có chỗ để bấu. Đối với lại Viper Mini thì nhựa nó nhám, mình bấu được rất là tốt. Nhưng mà trên cái con Attack 6X3 thì cái curve của nó, cái những cái mà đường cong của nó, mình cảm thấy là nó throw mình off, nó khá là khó chịu để mà mình bấu, tại vì nó tuột. Và về cái cân bằng trọng lượng thì nó bị nặng đầu, cho nên là mình cảm thấy là nó có thể là chỉ nằm ở C thôi, hoặc là thôi mình để nó đi. Tại vì cái con này các bạn yêu cầu mình nhiều nhất, nhưng mà mình khi mà mình cầm về mình review thử thì mình thấy là nó lõ nhất, cho nên là nằm ở C này đúng rồi đó. AJS AJ 139, thì AJS AJ 139 lại là một cái con chuột mà mình cho thêm một cái chứng nhận nên mua nữa, tại vì nó có một cái dáng mà ok, nó có một cái chất lượng hoàn thiện tốt, nó có một cái dáng Gibro X, nói chung là những cái xung quanh của nó cực kỳ tốt luôn, so với lại là một cái con AJS AJ 199. Tại vì AJ 199 thì mình cảm thấy là mình cảm thấy hơi một xíu, tại vì nó cái kiểu những cái con mắt độc, những cái tuning của cái con mà AJS AJ 199 thì mình thấy là nó hơi adùi một xíu. Nhưng mà AJS AJ 139 thì nó đã giải quyết được những cái vấn đề đó, cho nên là mình thấy là hợp lý khi mà mình để nó lên budget tier nằm đằng sau cái con mà Mechuse A5 này. Tại vì Mechuse A5 nó cho mình nhiều cái cảm giác chơi game vui hơn là so với lại một cái con mà 139. Tiếp theo đó là một cái con mà Ninjutsu Katana sử dụng 3370 thì mình cảm thấy là cái dáng này nó không phù hợp với mình, cho nên là mình để nó đây thôi. Glorious Model O2 thì đối với mình nha, mình không hiểu cái nước đi này của Model O, cũng không hiểu nước đi này của Glorious luôn, cho nên là mình sẽ để nó ở C. Tại vì nó tự nhiên một cái con chuột mà hồi xưa người ta làm một cái con Model O nó nhẹ, bây giờ tự nhiên nó lại nặng thêm, xong rồi nó lại bắt gọi là đục lỗ mà tròn như thế này, nhìn có quế không? Nó chỉ thay đổi về ngoại hình thôi, còn cái dáng chuột thì nó vẫn như vậy. Nhưng mà mình thấy là tự nhiên tại sao lại tăng cái cân nặng lên, trong khi là cái trend cái xu hướng đang là gọi là giảm trọng lượng xuống, mà không phải giảm trọng lượng xuống, nên là để chính xác hơn mà là giảm trọng lượng xuống để mà không có bị lỗi thời á. Nhưng các bạn có thể thấy đây là một cái ví dụ điển hình để mà cái việc mà những cái hãng khác bắt gọi là đi theo cái xu hướng á. Tại vì nếu mà không đi theo xu hướng như cái ông mà Glorious này mà vẫn còn để đèn led, xong rồi vẫn còn để cái con chuột của mình là 70 mấy gram á, mà so với mặt bằng chung là những cái con chuột sub 60 á, dưới 60 gram á, thì mình thấy là đó, các bạn bị đào thải ngay. Wow. Tiếp theo đó là một cái con mà M3S Varun. Thì đối với mình, M3S Varun nó so với lại là cái con M3 4K, thì khi mà mình cầm cái con M3 4K mình chơi game, mình cảm thấy là cái con này hơi bự thiệt, nhưng mà cái chất lượng của nó cho mình, nó mang lại cho mình cảm thấy là khá là ok, khá là ổn. Nhưng mà kiểu giống như là nó vẫn còn một cái tí gì đó mà về cái chất lượng mà nó còn ọp ẹp một xíu, xong rồi nó còn bị dưới trung bình so với lại mặt bằng chung á, cho nên là kể cả cái con M3 4K và cái con M3S luôn. Và cái click trên cái con M3S á, thì mình cảm thấy là nó hơi adùi một xíu, nó hơi nhiều pre-travel một xíu. Và cái này mình cũng có nói trong cái video review của mình luôn, cho nên là mình thấy đó là M3S thì thật sự nó là một cái con LA1 của LGG, nhưng mà không biết tại sao vẫn chưa có gọi là lý giải được. Nhưng mà mình thấy đó là con này thì nó cũng chỉ xứng đáng nằm ở B thôi, mình không để nó vào budget đâu, tại vì nó thật sự nó không có cho mình một cái cảm giác chơi game mà nó vui á. Cái nhựa thì trơn, nhưng mà cái phần đít thì nó bự, mà vừa bự như vậy thì không có cái chỗ nào nhiều để bám á. Và khi các bạn bám thì cái tay của mình tuột, cho nên là mình thấy là M3S Varun thì có một cái dáng nó khá là Viper V3X, nhưng mà mình thấy là nó vẫn chưa được tới. Còn đây là Zalpin Z1, thì với Zalpin Z1 mình thấy là những cái như là từ chất lượng tới cái hiệu năng, và khi mà Z1 Pro nha thì mua về các bạn có thể pair được 4K với lại VGN luôn. Thật sự đó, mình đánh giá rất là cao cái con Zalpin Z1 Pro này luôn. Và những cái như là click bấm rồi lăn chuột, nói chung là cái con Zalpin Z1 này nó hoàn thiện rất là tốt rồi đó. Và mình lúc đầu mình nghe cái tên Zalpin mình thấy một cái thằng ớt ơ nào đó làm chuột, nhưng mà mình kiểu khi mà cầm về mình chơi game mình thấy wow, nó là một cái gì đó luôn, cho nên là S tier luôn các bạn. Và nếu mà các bạn thích cái kiểu mà chuột có dáng trứng như thế này thì Zalpin Z1 to go.
nó chỉ có bị cái là không có Bluetooth thôi. Giờ mình thấy là nó cũng không có vấn đề gì hết, cắm dongle vô là xài thôi, đúng không các bạn? Nếu mà các bạn sử dụng Vibe Razer ORG, thích Razer ORG, hoặc là các bạn từ một cái con mà G302 hả, G305, G302 gì đó qua, thì các bạn nên chọn một cái con mà Xiaomi Z1. Mặc dù nó hơi nhỏ một xíu nhưng mà mình thấy là cái shape trứng này là kiểu cực kỳ tốt rồi. Và hồi xưa mình cũng có men cái con ORG mà. Tiếp theo đó chính là HyperWorld Helios. Thì với HyperWorld Helios thì mình thấy là với cái giá này và với cái dáng chuột mà nó kiểu HBC01 này thì mình thấy là nó cũng bị kiểu bị hơi khựng khựng lại ở cái năm 2023 và tới 2024 thì chơi game thì vẫn được. Nhưng mà đi tiếp thì mình vẫn chưa chắc về cái gọi là cái hiệu năng của nó so với lại những cái người khác. Những người mà có thể up firmware lên với cái con MCU và với cái con MC, những cái con MCU mới hoặc là kiểu gọi là lực bây giờ á, thì mình thấy là những cái xung quanh giống như là tiết kiệm pin rồi độ trễ thì mình thấy MCU nó tốt hơn so với lại là nằm MCU nào nằm trên con HyperWorld Helios này. Nên là mình cũng chỉ sẽ để nó ở B thôi, tại vì dùng á thì vẫn được, vẫn chơi họ vẫn chơi game được, nhưng mà so với mặt bằng chung và so cái giá của nó với lại những cái con chuột tàu khác mà có thể là họ đang làm về những cái hoặc cái firmware xong rồi cái phần mềm á, thì mình thấy là có thể là bị Helios đang bị khựng lại một xíu. Và với một cái con mà M34K thì về chất lượng tới những cái giống như là chất lượng xong rồi click bấm thì mình thấy là rất là thích, nhưng mà chất lượng có hơi ọp ẹp một xíu khi mà mình bấm vào cái hông. Và những cái khác giống như là cân nặng thì mình thấy cũng khá là tốt, và thời lượng pin thì mình thấy M34K cũng khá là tốt. Nhưng mà nó chỉ bị một cái là về chất lượng thôi, và cái về cái dáng của nó thì mình, đối với mình cảm nhận được, nhưng mà mình hơi bơi một xíu thôi, mình bắn những chính xác. Nhưng mà nói chung là không vấn đề gì với cái trọng lượng này của cái con chuột này, cho nên là mình thấy là nó vẫn có thể nằm ở cái tier budget. Nhưng mà với cái giá, mức giá của nó hiện tại mình không nhớ là cái mức giá của nó hiện tại là bao nhiêu, nhưng mà thật sự thì nó nằm ở budget, có thể là nó nằm ở đâu đó gần cuối cái cuối đó, tại vì mình không có đánh giá cao con này lắm. Và tiếp theo là một cái con mà ROG Caris, thì cái này mình được gửi từ Asus. Mình có một cái khoảng thời gian mà khá là không có dài khi mà mình sử dụng cái con này, nhưng mà mình sử dụng rất là xuyên suốt luôn. Và mình thấy là đây là một cái dáng chuột mà đối với mình cảm giác như là nó khá là thú vị, và mình cầm vào mình bắn thì nó rất là thú luôn. Mình cảm giác như là nó ok, nó ổn để mình sử dụng trên game, tại vì mình bắn em lab được trên cái con này. Nhưng mà cái trọng lượng của nó thì đối với cái thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là cũng không ai nhắm tới một cái con chuột mà có cái trọng lượng như thế này đúng không? Nhưng mà có thể là mình sai, tại vì cái con chuột này nó có hot swap, nó có hot swap switch để các bạn có thể hot swap những cái switch mà bạn mong muốn. Thì mình thấy là đối với cái con mà Caris này thì có thể là nó nằm ở đâu đó ở trên cái phần này, trên đầu mình đánh giá nó cao hơn là một cái con mà Vaxi luôn. Tại vì con này vừa có phần mềm, cái con Caris này vừa có phần mềm so với lại là một cái con plug and play, nó là các bạn chỉnh cái gì cũng được trên cái con này. Và nếu các bạn muốn switch nhẹ như là một cái con mà Vaxi XC á, thì các bạn có thể hot swap ra, các bạn gắn vô cái con Caris này luôn, tuyệt cả là vời. Thì đó là mình nghĩ là nó nằm ở đây được, nó có thể nằm ở đây. Và với cái giá, mức giá của nó hiện tại là mình nghĩ là dưới 1,5 triệu hay là dưới 2 triệu á, thì nó hợp lý để mà các bạn mua so với lại một cái con Vaxi XC. Và tiếp theo là Thorn, thì Thorn mình khỏi cần phải nói, là các bạn sử dụng là các bạn biết là nó cực kỳ tốt, switch quang rồi, thời gian 4K rồi, thời gian chơi, nói chung là thời lượng pin, chất lượng hoàn thiện của nó mình cảm thấy là ok, cực kỳ tốt luôn. Kiểu như mà có vài bạn á thì bị cái QC issue, bị cái lỗi QC về cái con Thor này thì cũng khá là dễ hiểu, thì cái con Thor nó là một cái con chuột công thái học, và nếu mà cái khuôn của nó bị lệch một xíu là khi mà bạn bóp nó sẽ bị kêu. Nên là mình thấy là cái điều đó thì đối với mình nha, mình cũng không cái cầm một cái con Thor mà nó bấu mà nó mạnh như vậy để mà nó kêu tiếng ọp ẹp, cho nên là mình không thấy vấn đề gì với con Thor của mình, đối với mình nha, đối với cái con Thor của mình thôi. Tiếp theo đó là một cái con mà XD3V2, không phải là XD mà Helios 2 nha, Helios 2 ở đây nè, XD3V2. Thì mình thấy là nó sẽ nằm đâu đó ở cái mức mà C á, tại vì nó là một cái con chuột rất là cũ rồi, cực kỳ cũ rồi. Cái con chuột mà các bạn yêu cầu mình review khá là lâu rồi á, từ cái ngày, những cái ngày mà mình chưa được 1000 sub luôn á, thì các bạn đã yêu cầu mình review cái con này rồi. Và mình thấy là tại thời điểm hiện tại các bạn chơi thì vẫn được, nếu mà các bạn quen với cái dáng này, các bạn thích cái dáng này. Nhưng mà đối với mình á thì mình chơi không được, mình kiểu mình nó khá là nặng đối với mình, 82g, 83g mà. Nên là còn đây là NB01S, và các bạn có thể thấy cái cọng dây ở đây, nhưng mà cứ coi nó là một cái con mà NB01S không dây đi ha. Thì cái con chuột này nó
nó tới vào cái thời điểm mà mình đã chuyển qua sử dụng một cái kiểu cầm fingertip, nhưng mà mình vẫn cầm tốt trên lại trên cái con chuột này, cho nên là mình thấy là nó cũng khá là thú vị để mà mình cầm. Nhưng mà khi mà mình cầm claw thì thực sự nó là một cái gì đó mà nó ok hơn là một cái con Vaxi XE rất là nhiều. Tại vì nó cho mình cái cảm giác bấm mà nó tốt, không có bị mà slam click như là hai cái con XE như thế này. Nó tune được tốt hơn là hai cái con XE rồi, và nó có thể nằm ở A. Tại vì mình cảm thấy là cái dáng chuột này nó khá là thú vị cho những cái người cầm claw. Hoặc là palm á thì mình cầm cảm thấy là khá là ngộ cho những con NB01S này, cho nên là cầm claw thì tốt. Còn về cái chất lượng thì các bạn không thể nào mà kiểu đi lạc được hoặc là sai được với lại Vaxi rồi, cho nên là đấy, chất lượng hoàn thiện cực kỳ tốt. Và những cái còn lại nó cũng rất là tốt luôn. Và về cái không dây thì vẫn là 3395. Có thể là có những cái tin đồn nào đó nói là Vaxi có thể lên được 4K, nhưng mà mình cũng tin vào cái điều đó, cho nên là tiếp theo là một cái con mà Zero Pro đến từ Iron Cat. Và cái con chuột này thì nó cũng sẽ nằm chung với cái hàng của những cái con mà như là AJ199 rồi DoubleShock M3S hoặc là Helios luôn. Tại vì nó bị khựng lại rồi các bạn, nó là kiểu chỉ mất khoảng vài tháng là cái con những cái con Iron Cat nó bị outgen rồi, cho nên là mình thấy là không có cái việc gì mà các bạn phải nhắm vào tới những cái con này nữa. Tiếp theo là Fnatic Bolt đúng không ta? Fnatic Bolt thì đối với cái con chuột này thì mình thấy là nó có 3 chế độ Bluetooth, dây và 2.4, và với cái dòng lượng của nó là khoảng đâu 67g á, thì mình thấy là nó vẫn là một cái gì đó mà nó liên quan tới lại thời điểm hiện tại, liên quan tới lại cái trend, cái xu hướng của thời điểm hiện tại. Thì 67g nó cũng không quá nhiều, không quá lớn, nhưng mà nó cũng không có được nhẹ cho lắm á. Thì mình thấy là về cái mặt mà hiệu năng của nó thì nó đang làm rất tốt trên những, về cái mặt mà hiệu năng của nó thì nó đang làm rất là tốt với cái con mắt độc 3370. Nhưng mà mình thấy là nó cũng bị khựng lại. Nhưng mà thêm một cái nữa là nếu mà các bạn là một cái người mà sử dụng Mac OS hoặc là các bạn kiểu di chuyển nhiều, các bạn cần Bluetooth và các bạn cũng cần chơi game luôn á, thì nó là một cái con chuột mà mình thấy là hợp lý. Phải nói là nó giống như là X2 Lite với lại một cái con Viper Mini vậy á. Tại vì mình thấy là cái eo của nó cho mình một cái cảm giác cầm fingertip rất là tốt, cực kỳ ngon luôn. Và khi mà cầm claw thì nó cũng rất là hợp lý luôn đó. Nhưng mà trên cái bản copy của mình mượn về thì cái nút hông của nó không được tốt lắm, cho nên là nó sẽ nằm ở đâu đó mà ở cuối cái hàng A á. Tại vì nó đa dụng, nó đa năng, và nó có Bluetooth cái thứ, và nó có thêm một cái nữa là logo Fnatic quá đã, quá xa đã. Thì đối với lại Final Miles 12, Starline 12 10Z thì không biết là cái tier list lần trước mình để nó ở đâu, hình như là S tier, nhưng mà tier list bây giờ mình sẽ để nó ở đâu, nằm đâu ở dưới B. Tại vì cái con của mình khi mà mình sử dụng nó thì với Kale 8.0 thì rất là dễ để một click. Và khi mà Final Mouse, tụi Final Mouse muốn cái con chuột của họ có một cái độ trễ ít nhất đó, thì họ làm gì các bạn? Họ sẽ giảm debounce time xuống, và các bạn không thể chỉnh được debounce time, nên là bị double click trên cái con Final Mouse này là mình bị double click luôn. Và cũng như là cái con lăn chuột của nó thì nó khá là mềm, kiểu nó không phải là mềm nữa mà là khá là không có rõ nấc á, cho nên là mình hay bị kiểu mỗi lần mà mình đập con chuột đó, thì nó tự nhảy luôn. Cho nên là nó nằm đâu ở cái khoảng này nè, nó nằm chắc chắn là trên những cái con chuột này rồi. Và Model O Pro Forge Edition trước cái con này thì mình thấy là Model O Pro so với lại là cái mặt bằng chung đi, một cái con 3370 so với lại 3395 thì 3370 đó đi cũng là 3370, thì so với mặt bằng chung thì mình thấy là cái line này của Glorious thì thật sự nó rất là ổn, nó cực kỳ ổn luôn. Có thể là unpopular opinion nhưng mà cái line này nó khá là tốt, tại vì nó có những cái mà xu hướng nó đang cần, giống như là trọng lượng nhẹ, mắt độc tốt, mắt độc ok, và nói chung là những cái hiệu năng của nó tốt. Đối với những người mà đã sử dụng qua một cái con model cũ thì có thể là nếu mà họ thích cái dáng đó thì Model Pro Forge nó là một cái gì đó mà ok. Nhưng mà tại vì cái con chuột này nó không sản xuất đại trà cùng với lại cái con mà Series 1 Pro luôn, cho nên là mình thấy là cái này là một cái gì đó mà hơi đáng tiếc. Với lại Glorious, tới thời điểm hiện tại thì Glorious nó kiểu nó redemption bằng những cái con như là Model O2 Pro, Model D2 Pro. Nhưng mà kiểu cái reputation, cái tên tuổi của nó đã đi xuống bằng, nó đã đi xuống với cái con mà Model O2 này rồi. Cho nên là mình thấy là đây là một cái tên mà mình phải nói là khá là thích, mình cảm giác là khá là thích thú. Tại vì nó cho mình một cái cảm giác chơi game ok, vẫn ok luôn, nhẹ dưới 60g thì đâu gì còn gì phải bạn đâu đúng không. Nhưng mà nước đi này nó không đại trà thì mình thấy là
Yeah, tại sao lại mình muốn mình làm một cái gì đó mà nó kiểu gọi là cái gì đó các bạn, exclusive, kiểu độc quyền một cái bộ phọt này đúng không? Thì Series 1 Pro, về Series 1 Pro thì mình rất là bias cái con này luôn, tại vì nó là cái con chuột mà Viber Mini đúng nghĩa wireless đầu tiên tại cái thời điểm đó. Và mình thấy là yes, Viber Mini, dáng Viber Mini nhưng mà không dây. Tại vì còn nhẹ hơn Viber Mini có dây nữa. Wow, rất là thích luôn. Nhưng mà tới cái năm nay á, try hard thì vẫn try hard được. Nếu như là các bạn thích cái dáng chuột của Viber Mini, tại vì nó cực kỳ an toàn và nó cầm claw á. Đối với lại những cái người châu Á như mình á, thì cái bàn tay của mình sẽ không expect là cái kích thước bàn tay trung bình của người Việt mình nó bự đâu, cho nên là thật sự Viber Mini nó là một cái con chuột, một cái dáng chuột mà nó thật sự rất là phù hợp với nhiều người Việt Nam mình, đa số gọi là đại đa số người Việt Nam mình luôn, để mình chơi game cầm claw luôn á. Thì mình thấy là quá là hay khi mà Glorious ra được cái con mà Series 1 Pro này, nhưng mà cũng quá là dở tại vì nó là nằm trong cái phiên bản Forge, nó sẽ nằm ở đâu đó ở đây, tại vì mình không ở trên top đầu luôn, tại vì mình thấy là cái con này chắc chắn là ăn đứt cái con HSJ rồi. Tiếp theo là Ninjutsu Sora, mình không có biết là cái bản này là bản Ninjutsu Sora 4K. Thì đối với lại Ninjutsu Sora 4K Switch Omron Wang thì mình rất là thích, và cái lớp phủ của nó được cải thiện hơn rất là nhiều. Và như cái lần trước thì mình thấy là cái con Sora này nó cực kỳ tốt, cho nên là bây giờ mình sẽ để nó S tier, tại vì nó là một cái con chuột cầm claw tốt và nó cho một cái cảm giác bấm mà nó nảy hơn, và nó tốt hơn cái kêu, cái tiếng của nó cũng như cái cảm giác của nó tốt hơn là những cái con chuột mà đang xài Switch Wang còn lại, giống như là Resha, như là cái con mà Thor này đi, thì mình thấy là cái cảm giác bấm của nó tốt hơn, cho nên là có thể là mình sẽ để nó ở đây, hoặc là Zhao Bin Ziwan thì xuống đây đi đó. Cái này nó đang nằm top đầu. Sora này khi mà các bạn cầm claw và các bạn có một cái bàn tay mà nó không quá bự á, các bạn một cái bàn tay giống mình á, 17.5 × 10 á, thì các bạn nên mua một cái con Sora để mà bạn cầm claw. Tại vì mình thấy là tất cả những cái gì mà Ninjutsu nó mang lại cho các bạn á, thì thật sự nó rất là tốt. Mình cảm thấy là rất là thích cái con Sora này luôn. Và tiếp theo là X2H, X2V2 và X2H. Thì với X2V2 thì cái nó đã có thể hoàn hảo được, tại vì mình hồi xưa mình cũng xài X2 rất là nhiều, và mình chơi game thì mình cũng thích X2. Nhưng mà chơi cái con X2V2 này, đối với là những cái cải tiến của nó, giống như là cái này là một cái gì đó bình thường đối với bùi á. Khi mà cải tiến một cái gì đó thì họ cũng phải hạ một cái gì đó xuống á. Giống như là cái hồi đợt cái con X2 đi, thì tất cả những cái giống như là chất lượng hoàn thiện, rồi cảm giác bấm á, nó cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà cục pin nó có thì lỏ, còn cái con này thì pin nó cực kỳ hoàn thiện, đi với lại cái con MCU nó được thì báo pin cực kỳ tốt, không quá lậu như là cái phiên bản X2 trước, và lớp phủ chất lượng hoàn thiện rất là tốt. Nhưng mà click bấm, trời ơi, trên cả hai con luôn, click bấm của nó 2-step. Và tại sao họ lại dán cái miếng boron vào ngay cái plunger để mà các bạn có thể bấm kiểu người ta kêu là cho một cái cảm giác bấm nhanh hơn? No bro, không hề nào. Các bạn lột ra là cảm giác bấm nó khác ngay. Nhưng mà với một cái flaw, một cái lỗi như thế này, khi mà mình kiểu mình chơi game mà mình rà chuột xong rồi mình đứng cơ tâm á, thì nó sẽ khá là làm cho mình cảm giác như là bị mất chính xác á, cho nên là nó sẽ nằm ở đâu đó C hoặc là B. Đối với lại X2V2 thì mình sẽ để nó ở C, còn đối với lại X2H á, thì tại vì cái dáng của nó cầm khá là thích, cho nên là mình sẽ để nó ở đâu ở trên này, và có thể là nó sẽ nằm cao hơn, mình đánh giá nó cao hơn là hai cái con này, mặc dù cái click của nó như vậy, nhưng mà mình đánh giá cao hơn là hai cái con XE này, tại vì cân vừa trọng lượng của nó tốt hơn là XE, và cũng như là click bóng của nó tốt hơn XE, không có bị slam click như XE. Tiếp theo đó là một cái con mà có một cái dáng chuột khá là độc dị và độc lạ bình dương, chính là một cái con mà Extrafire M8. Và với Extrafire M8 thì mình thấy là nó rất là phù hợp để mà làm đủ mọi trò luôn, tại vì cái dáng của nó, nếu mà người nào cầm hợp á thì hợp, cầm relax claw hợp á thì sẽ hợp, và cầm gọi là aggressive claw thì mình thấy cũng được. Nhưng mà cái hông của nó không được bo vào nhiều, cho nên là nó không có cầm aggressive claw tốt bằng những cái con chuột mà sinh ra để cầm aggressive claw như là Lamzu Atlantis. M8 nó sẽ thuộc về những cái bạn nào mà thích trải nghiệm, xong rồi các bạn cầm vô tự nhiên cái bạn nghiện á, thì nó sẽ nằm ở đâu đó B tier, thì cái cảm giác bấm của nó tốt hơn, và cả hai con nó đang dùng mắt độc 395 luôn, cho nên là mình sẽ xếp nó nằm ở đây. Hay là con này đi xuống dưới đây. Keris nó đi xuống dưới đây. Và không, nếu mà mình để cái combo ở trên này á, thì mình sẽ để cái con đó, nó sẽ nằm như thế này luôn. Thì mình khá là thích cái con Model O Series 1 Pro này. Và với mà MZ1 tính từ Extrafire thì cái dáng này nó cũng khá là thú vị, nhưng mà cái trọng lượng của nó để mà các bạn cầm fingertip á, thì mình cảm thấy là nó khá là chậm, nó khá là nặng, và nó khá là kiểu nó bị ghì cái độ mà cái độ búng của ngón tay của bạn, cái độ búng với lại co của cái ngón tay của bạn á, cho nên là mình thấy là nó sẽ nằm đâu đó ở B.
Và với đọc 3370 thì có thể là mình sẽ xếp nó, cái dáng, hai cái dáng chuột này nó khá là thú vị, cho nên là các bạn, giờ các bạn để ý hai cái này nó cũng giống nhau, màu tím con lăn xong rồi màu xanh cái phần này nè. Wow, what, quả là một cái điều mà mình phải nói là trùng hợp. Thì tiếp theo là Vision F1 Pro Max, mình Pro Max và cả mobile luôn nha, thì mình cũng không cần phải nói nhiều nữa tại vì là vua của budget rồi. Tại vì mình thấy là tới thời điểm hiện tại thì có thể là sẽ có những nhiều người thấy là cái con, có nhiều cái con khác nó hơn cái con Vision F1 Mobile này, nhưng mà đối với mình đó thì nó đã là một cái con chuột mà nó đặt cái tiêu chuẩn dành cho những con chuột Trung Quốc cho mình á, cho nên là nó sẽ nằm ở S tier, tới bây giờ nó vẫn nằm ở S tier. Và chỉ có duy nhất một cái con Xiaobin Z1 là nó có thể đọ ngang được với cái con này về chất lượng, về hiệu năng và về những cái còn lại. Còn về dáng thì mình không có bàn tới, dáng hai con khác nhau hoàn toàn. Còn Deluxe M800 thì so với cái mặt bằng chung là mỗi con mà VGN F1 Pro Max hoặc là Mobile đi, thì mình thấy là nó vẫn thua hơn thì một xíu, một chiếu một xíu, hơn một gọi là một sợi tóc thôi về cái chất lượng hoàn thiện. Chứ những cái khác giống như là hiệu năng, hiệu suất, rồi 4K, rồi cảm giác bấm thì mình thấy là cũng khá là thích một cái con mà Deluxe M800. Và nó cũng là một cái kiểu, một cái con chuột budget, rất là budget luôn, cho nên là mình thấy là nó sẽ nằm ở top đầu của cái list budget này. Tại vì mình thấy là nếu mà các bạn là một cái người mà thích cái dáng chuột Viper Mini á, thì các bạn mua về các bạn không có tiếc cái con mà M800 đâu. Tại vì nó rẻ, nó vừa rẻ và nó vừa có một cái dáng chuột Viper Mini và nó không dây nữa, thì quá là thích rồi còn gì, đúng không? Đối với mình thì mình cũng rất là thích một cái con mà một cái con mà Deluxe M800. Hiện tại mình đang sử dụng nó để mà mình kéo kéo những cái này vô đây luôn nè. Và về cái con mà, con gì đây, Zawi SC1 CW, thì cái con này quá là bự. Cái con này nó bự, rồi nó nặng, rồi nó không phù hợp với mình. Những cái giống như là chất lượng thì không phải bàn rồi, thì nó là đồ sao quỳ. Và cái lớp phủ của nó thì nó khá là dơ, nên là nó sẽ nằm ở đâu ở B tier. Mà hiện tại thì hình như con SC này, những cái dòng mà trừ cái con U2 ra thì nó không phải là sử dụng 3395 đúng không? Nên là nó sẽ nằm trên những cái con này. Mình cảm giác là mình sẽ thích cái con, cho dù cái con mà Final Mount Starlight 12 nó có bị double click thì mình cũng thích hơn là cái con mà SC này. Và tiếp theo đó là một cái con chuột magnesium nữa, thêm một cái con chuột magnesium nữa, đó chính là Stormbreaker. Yeah, Pwnage Stormbreaker thì đối với lại là một cái con chuột công thái học, nhưng mà làm bằng magnesium, làm bằng kim loại thì mình thấy là cái điều duy nhất nó không mang lại được đó chính là độ bám của cái bàn tay, của cái ngón tay của bạn trên chuột. Tại vì lúc đầu khi mà cái lần đầu mà mình sử dụng cái con Stormbreaker thì mình bị rất là trơn, cảm giác cầm con chuột nó rất là trơn, cho nên là mình cũng không có thích cho lắm. Nhưng mà sau khoảng thời gian mà bây giờ mình chuyển qua mình cầm fingertip á, thì mình dán grip tape vô, mình thấy là cũng khá là ok. Và những cái như là về chất lượng á, thì mình cũng không có đánh giá cao Pwnage về cái chất lượng, cái quản lý chất lượng của con Stormbreaker này. Nhưng mà nó là một cái con chuột kim loại mà nó cứng cáp, nó không bị vấn đề gì hết. Và thiết kế của nó thì nhìn cũng vui mắt. Và nó cũng là cái con chuột mà công thái học magnesium đầu tiên các bạn, cho nên là có thể là mình sẽ để nó ở A, tại vì nó hợp lý, tại vì mình cũng có một con. Yeah, thì có thể là nó ở trên cái con Vexi luôn, tại vì nó nhẹ hơn Vexi. Tiếp theo đó là DAV3 Pro. Đối với đồ Razer và những cái dòng mà Pro á, thì hồi trước mình main một cái con Viper V2 Pro, nhưng mà mình không mua được một cái con DAV3 đúng rồi, tại vì mình không mua được một cái con DAV3 Pro, cho nên là mình không có sử dụng nhiều. Nhưng mà một khi nào mà mình sử dụng một cái con DAV3 Pro á, thì mình cảm thấy là rất là thích luôn, kiểu cực kỳ thích luôn. Mặc dù cái dáng của nó khá là to, nó hơi to, nó to cỡ ngang một cái con EC1 CW á, hoặc là nhỏ hơn xíu EC2.5, cho nên là mình cảm thấy là S tier luôn. Mình rất là thích, mình cực kỳ thích cái con DAV3 này đối với một cái con chuột công thái học. Và đối với một cái người mà rất là ít khi nào mà sử dụng con chuột công thái học á, thì DAV3 Pro là một cái gì đó mà nó Razer nó mang lại cho mình một cái cảm giác là rất là thích luôn á. Tiếp theo đó là XD6. Thì XD6 nó là một cái gì đó mình đã thử rồi, nó là một cái dáng IE và nó cho một cái hông khá là hẹp, cho nên là mình cũng không có đánh giá cao gì về nó đâu, cho cũng không có update gì thêm về cái con mà XD5 hay là XD6 này, XD5, cho nên là cũng không có đánh giá cao gì nó. Tiếp theo đó là một cái con mà HyperX Pulsewire Haze 2 Wireless không dây, thì mình thấy là nó cho một cái dáng chuột mà đã ná một cái con Viper, nhưng mà về cái phần hông của nó thì nó không có hẹp bằng một cái con Viper V2 Pro. Với cái lưng, cái profile lưng thì nó giống như một cái con Viper á, nhưng mà về cái phần hông thì nó hơi khác đi một xíu, nó phì ra hơn, nó như là một cái con X2 hơn, nhưng mà nó có cái chỗ để bấu hơn là một cái con X2. Nó có phần mà một cái thắt eo á các bạn. Thì mình thấy là cái dáng chuột này thì nó cũng ổn, nó cũng
thích á, nhưng mà gọi là HyperX đã tốn bao nhiêu lâu để mà làm cái con dược như thế này, và tới bây giờ thì nó cũng đã outdated luôn rồi. Mặc dù nó sử dụng 3395 và mặc dù cân nặng của nó cũng khá là tốt, nhưng mà khá là ít người xài và chạm không có được tới nhiều nhiều người á, cho nên là mình thấy là nó, đối với mình nha, thì mình thấy mình cầm con này cũng ok, khá là ok, chơi game cũng vui, thấy cũng vui á, nhưng mà nó cũng vẫn chưa phải là một cái món gì đáng mua trong cái năm 2024, và mình cũng sẽ xếp nó ở mức B. Và đối với B thì chắc chắn là nó nằm ở đây, có thể là nó sẽ nằm ở đây so với lại những cái con, cái hàng này. Tiếp theo là một cái con mà model O2 nhưng mà có dây, thì mình thấy là cái này nó mới thật sự là một cái gì đó mà mình thấy thích nè, thấy hết từ Glorious nè, tại vì cái phiên bản trên cái phiên bản có dây thì nó khá là nhẹ, và mình cầm chơi game á, với cái cọng dây của nó đi kèm á thì nó không có bị nặng nhiều, cho nên là mình cảm giác là nó cũng rất là, mình cảm giác là mình rất là thích cái phiên bản này của model O2 luôn, không như là cái phiên bản có cục pin xong rồi có led này cái thứ nữa, tại vì con này nhẹ và cái dáng của nó mình cảm thấy là mình khá là thích, cho nên là mình cũng chắc chắn là nó sẽ cao hơn một cái con mà O2 không dây, tại vì nó O2 không dây nó nặng. Thì mình sẽ đặt nó ở đâu? Thì những cái con này còn không dây nhưng mà con này lại có dây, nên là nó sẽ nằm ở đây, nó sẽ nằm ở trên một cái con XC, tại vì nó nhẹ hơn XC và nó cho mình một cái cảm giác chơi game nó lướt hơn là XC. Tiếp theo là Helios XD2 Pro, thì đối với cái con chuột này mình thấy rất là thích, cầm claw cực kỳ thích, và cái cảm giác bấm của nó thì nó cho ra một cái cảm giác khá là ngộ, tại vì cảm nhận thì các bạn cảm nhận được đó, nhưng mà cái tiếng của nó kêu nó không có vang với cái switch mà TTC Optical, thì mình thấy là nó cũng là một cái gì đó mà ngộ ngộ. Nhưng mà nó nằm ở đâu, ở A tier, và nó nằm ở đây nè, đó nó nằm ở trên cái con NB101S, tại vì mình thấy là những cái gì mà nó mang lại, như là 4K xong rồi cái chất lượng hoàn thiện của nó, với lại cái cục pin của nó, cục pin của con Helios 2 này nó cực kỳ trong luôn, cho nên là nó phải là gọi là một cái món gì đó mà các bạn mua với cái giá cực kỳ ok luôn á, để mà các bạn có full hiệu năng xong rồi các bạn có cái chất lượng hoàn thiện tốt á. Tiếp theo là một cái con mà Lamzumaya, thì con này cái dáng thì nó khá là ok, nó khá là thích khi mà các bạn cầm, nếu mà bạn là một cái người mà thường xuyên sử dụng Viper Mini. Nhưng mà cái phần hông của cái con Maya này nó bự hơn Viper Mini một xíu, và đối với mình thì mình cũng là một cái người thích Viper Mini. Cái con chuột này nó hơi na ná giống một cái con mà Final Mouse Starlight 12, nhưng mà nó uống eo vô á, nó uống eo vô nhiều hơn là một cái con Starlight 12, nên là mình thấy là nó cũng thích, cũng khá là thích. Và nó sẽ nằm ở đâu đó A tier, tại vì có con Thorn rồi, nhưng mà mình vẫn đang gọi là đấu tranh tư tưởng của mình, tại vì nếu mà mình để ở đây nữa thì hai món đồ Lamzu rồi. Nhưng mà thật sự thì Lamzu làm rất là tốt trong cộng đồng rồi, tại vì cái con Maya này nó cho mình một cái cảm giác chơi game nó rất là tốt. 47g mà các bạn, một cái con chuột nhựa 47g thì có thể là nó ở A tier, S tier. Tiếp theo là Incode Iron Cat, cái gì đó mình quên cũ tên rồi. Tiếp theo là cái con Incode HBC02, thì cái dáng này là một cái dáng mà Sora rồi X2, V2 cái thứ thì nó cũng không phải là một cái gì đó mà mình thấy là nó quá là đặc sắc á. Chỉ có cái là nó có đèn và nó trong suốt thôi, nó không phải là một cái gì đó mà khiến mình wow, mình phải thay thế cái con X2 của mình bằng cái con mà HBC này. Nó được cái là nó có hot swap, và mình thấy là cái đó là, thì nó cũng khá là tiện nếu mà bạn muốn có một cái cảm giác bấm khác, nhưng mà mình thấy là cái con này nó cũng không có gì đặc biệt ngoài cái việc là nó có hot swap, và những cái hiệu năng của nó thì nó cũng trung bình thường, nó là một chiều tàu bình thường, cho nên là nó sẽ nằm ở đâu đó trên hai con này, trên mấy con này luôn đó, nó sẽ nằm ở đây. Tiếp theo đó là một cái con Ironcat One Pro EC3CW, thì đối với cái dáng chuột này mình khá là thích, nhưng mà cũng lại là thêm một cái gì đó mà đến từ Ironcat nữa là nó không có đặc sắc cho lắm. Nó cũng như là một cái con chuột clone mà có hiệu năng nó tốt thôi. Về cái phần lưng thì mình thấy là lưng trơn, lưng gọi là full nhựa hoặc là lưng đục lỗ thì mình cũng thấy cũng khá là thú vị, nhưng mà nó cũng không có gì đặc sắc hết. Tại vì con này không có hot swap cho nên mình sẽ để nó như thế này luôn. Tiếp theo là Filena S450. Thì với Filena S450 thì mình sẽ thấy là nó có một cái dáng HTS, và mình thấy là cái dáng nó chơi game khá là thú để mà các bạn cầm aggressive claw á, thật sự luôn. Nhưng mà đối với là cái chất lượng của nó thì mình không có đánh giá cao cái chất lượng của nó, tại vì nó khá là flimsy và nó kiểu copy Lamzu không tới á, nó chưa có được tới cho lắm á. Rồi có những cái mà aspect là cái gì, có những cái mà khía cạnh mà nó chưa có được hoàn thiện bằng một cái con mà Lamzu á, cho nên là nó cũng và cái fit của nó thì dởm, fit nó dởm, và cái chỗ mà để fit á, cái chỗ dán fit á thì nó khá là hẹp, cho nên là mình không có thích cho lắm.
nó khá là không có tiện để mà thay những cái fit, kể cả fit đó luôn á thì cũng không thay được. Cho nên là mình thấy là dán thì khá là thú vị, nhưng mà về cái mặt chất lượng á thì nó không có được tốt. Cho nên là mình sẽ để nó ở B tier, nằm đâu trên trên cái con M3S thì mình thích cái dán này hơn M3S và những cái con còn lại. Tiếp theo là X2 V1.5 Bruce Lee. Tại vì trên phiên bản này nó có sử dụng switch quang, và switch quang của hình như là của Kale, switch quang Kale. Thì đây mới là cái mà Pulsar nên nhìn vào, Pulsar nên cải tiến từ nè. Tại vì cái con Bruce Lee này nó thật sự cho một cái cảm giác bấm rất là tốt luôn. Mặc dù cái tiếng của nó không có bằng những cái tiếng của Reza hiện tại, nhưng mà nó không có bị double click, nó không bị two click chứ, nó không có bị two step. Cho nên là mình thích cái con này hơn là cái con mà X2 V2 như thế này. Và mình có thể là mình sẽ để nó ở trên A luôn. Tại vì nó là một cái con X2 được cải tiến gọi là một nửa, một xíu. Cho nên là mình thấy là tốt, phải nói là hoàn thiện tốt đó. Chẳng qua là nó không có mà cái 4K như bây giờ thôi. Nhưng mà cái bây giờ thì không biết là các bạn có thể mua được cái con X2 Bruce Lee nữa không. Có thể là nó nằm ở B, nằm ở đầu B á. Đầu B thì nếu mà cái con AJS này nó nằm vậy thì mình sẽ để nó, cái con AJS này nằm đâu. Dưới này đó. Tiếp theo đó là một cái con mà Thunderbolt ML903 thì không, mình không cần phải nói nhiều nữa. Mặc dù có cái đốc á thì nhìn cũng vui á, nhưng mà trọng lượng tới những cái như là 4K thì mình cảm thấy là cái con này nó chất lượng nó chưa có được tới cho lắm các bạn. Mặc dù mình thấy là cầm form nó cũng khá là ok, nhưng mà chưa được tới cho lắm. Thì đừng có nhắm tới cái game này, tại vì cái dáng của nó thì nó khá là ngộ, nó khá là, nó bị tù á các bạn. Mình không có thích cái con này cho lắm. Và tiếp theo là X-Line V3ES. Yeah. So với lại là một cái con mà Razer và Razer DeathAdder V3 Pro á, thì mình thấy là hai cái con này nó đang gọi là tranh giành cái thứ hạng của mình á. Nhưng mà đối với mình thì mình cảm giác là mình thích cái click của cái con mà Razer Viper, cái con mà DeathAdder V3 Pro hơn. Thì tiếp theo là cái cuối cùng á, là một cái con mà XM2 Wear thì 370. Những cái mà nó mang lại thì mình cảm thấy là nó cũng khá là tốt để mà các bạn dùng để mà try hard. Và nó cũng là cái con chuột mà cầm claw đầu tiên xuất hiện trên thị trường với cái dáng mà kiểu cái dáng chuột mà như là Atlantis hoặc là những cái con như là X2H xong rồi Ninja Sora hiện giờ á, để mà cầm claw. Thì mình thấy là nó là một cái người đi đầu, nó sẽ nằm ở A luôn. Mà tại vì mình á thì so với những cái con mà 370 này với nhau á, thì mình thấy là cái con Series 1 á thì mình thích nhất. Tiếp theo là một cái con mà Bow. Tiếp theo là một cái con mà XM2WE. Thì cái click bấm của nó cho cái cảm giác khá là nặng. À, và còn một cái con nữa là một cái con mà BitX WML Mouse BitX. Thì chắc chắn là nó có thể là sẽ nằm ở giữa cái con Stormbreaker này với lại cái con Helios 2. Tại vì nó cho mình một cái cảm giác khá là tốt khi mà chơi game. Tại vì nó nhẹ, nó có Omron Wang, và những cái giống như là cái cục mà dongle thì nó rất là vui luôn. Cho nên là cũng như là lời hứa của mình với các bạn, đó là làm một cái tier list cuối năm. Thì đây là cái tier list cuối năm âm lịch của các bạn đây. Thì cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn thấy hay, like, share và subscribe. Còn nếu các bạn muốn xem những cái video khác thì các bạn hãy bấm vào đây hoặc là đây. Thì cái tier list này cũng chỉ là mang tính chất tham khảo thôi, tại vì cái này là cái ý kiến cá nhân của mình. Thì đối với S tier sẽ có những cái con này, và có thể là mình sẽ sắp xếp lại từ từ. Có thể là tại vì mình thấy là cái C tier này nó khá là ít, nhưng mà những cái giống như là B tier thì nó nằm trung bình quá, thì nó là những cái con trung bình, mà cho nên là có thể mình sẽ kéo những cái con mà nó không có được ổn cho lắm xuống cái mà ối tier này hoặc là C tier này. Thì đối với là X5 thì nó cũng có thể là nằm ở ối tier, nhưng mà tại vì cái chất lượng hoàn thiện của nó khá là tốt cho nên là mình cũng không vấn đề gì. S450 thì nó cái dáng của nó vui thú vị cho nên là cũng không vấn đề gì. Thì mình thấy là cái tier list này nó cũng khá là hợp lý rồi đó. Thì cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye.